Ok anh em, đây là cái đơn hàng mà sáng nay mình sẽ chuyển cho các anh em khắp 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 mọi miền. Rất cảm ơn anh em đã tin tưởng về cái lăng xê của mình. Mà thực ra thì cho công nhận là mình cảm thấy là anh, kể cả bản thân mình cũng như đối với tất cả những đa có tầm 99% các anh em lấy lăng xê phản hồi cái lưới rất chi là nhạy. Tôi cũng phải công nhận là nó nhạy thật. Đây, khi anh em mà nhận được hàng rồi sẽ một gói hàng như thế này. Đấy. Hộp, đóng hộp đàng hoàng. Anh em mà bất cứ anh em mà thắc mắc về cái gì, vấn đề gì về mồi, anh em có thể gọi điện hỏi tôi. Tôi không khó khăn gì cái vấn đề đấy cả, tại vì tôi làm việc nó cũng có khá nhiều thời gian. Là chủ yếu là ngồi chơi nên là thời gian buộc lăng xê này nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái công việc của tôi lắm, nên là không vấn đề gì cả. Này vẫn còn mấy hộp nữa, anh em nào đặt hàng thì đặt, anh em nào muốn lấy lăng xê thì để lại số điện thoại giúp tôi. Tôi sẽ chuyển phát cho. Ok, một hộp này khi các bạn đến một hộp này nếu mà chuyển gói coder các bạn sẽ phải chịu phí tiền chuyển phát nữa. Nên là tiền lăng xê là tôi sẽ thu nhờ bưu điện thu hộ là 150.000 trên 3 bộ một hộp. Đây là hộp 3 bộ, đây là hộp ít nhất 3 bộ. Thế còn 4, 5, 6 thì tiền lại khác. Thế còn khi đến nơi thì mở hết bao nhiêu tiền cước phí thì các bạn chịu giúp mình. Cái này cũng có qua thỏa thuận qua. Rồi ok, cảm ơn các bạn.